Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc nồi điện đa năng của hãng Lock&Lock. Đây là chiếc nồi điện có dung tích là 4 lít. Các bạn có thể sử dụng để nấu canh hoặc là để chiên xào đều được. Và nó có hai mức công suất là 500W với 1000W. Mã của cái nồi này là ECP546, hàng chính hãng của Lock&Lock Việt Nam. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở bên trong. Cái nồi này có dung tích là 4 lít. Nó kích cỡ như cái nồi nấu canh thông thường ấy. Tuy nhiên thì cái nồi này có cả lớp chống dính, các bạn có thể chiên xào đều được. Đây phiếu hành chính hãng này. Và sách hướng dẫn sử dụng đi kèm. Đây hướng dẫn bằng tiếng Việt các bạn nhé. Đóng gói nó sẽ có dây nguồn này, đây dây cắm nguồn. Và chiếc nồi này. Chiếc nồi có nắp bằng thủy tinh trong suốt. Đường kính của cái nồi này là khoảng 30cm các bạn. Đây là vuông nồi. Trong suốt là chúng ta có thể nhìn được vào bên trong. Thế còn chiếc nồi chúng ta đây. Lòng nồi là có chống dính nhá. Xung quanh chúng ta sẽ thấy cái núm điều khiển này. Đây là nhựa. Ở mặt dưới các bạn sẽ thấy mức công suất là 500W và 1000W. Đây chỗ cắm điện. Bạn cắm dây vào đây. Thì cái này bạn có thể dùng nấu canh hoặc chiên xào nấu nướng. Đây là mức công suất 500W và 1000W. Còn off là tắt. Chiều cao của nồi này là khoảng hơn 10cm. Đường kính là khoảng 30cm. Cái này các bạn có thể rửa được nhé. Mang đi rửa nó cũng khá nhẹ nhàng và kín. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái nồi đa năng này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.